Tại đây, nơi của những công việc khó khăn và đầy thử thách. Yếu tố quan trọng nhất ở mỗi chúng ta chính là thời gian. Chúng tôi biết máy bay không người lái đang cách mạng hóa rất nhiều trong các ngành công nghiệp, và công nghiệp ứng dụng trong tìm kiếm cứu nạn chắc chắn cũng không ngoại lệ. Hôm nay, chúng tôi sử dụng thiết kế máy bay Matrice 200, một máy bay ứng dụng công nghiệp mới nhất từ DJI, một thiết kế máy bay được sinh ra để chống lại những điều kiện khắc nghiệt nhất mà chúng ta đang làm việc. Ray Couture, nghe rõ trả lời. Ray Couture, nghe rõ. Chúng tôi nhận được một thông báo khẩn từ khu vực Vinayfield School. Máy bay sẵn sàng triển khai chứ? Vâng, máy bay đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ tiếp cận vị trí trong 45 phút nữa. Tốt, đơn vị hỗ trợ sẽ có mặt trong 2 tiếng nữa. Đã rõ. Trước đây, việc di chuyển bằng những thiết bị mặt đất hay trên không bằng những máy bay đắt tiền rất tốn thời gian và sức lực. Giờ đây, với sự ra đời của máy bay không người lái, chúng tôi có thể kiểm soát được phạm vi khu vực rộng hơn, tốn ít thời gian và nhân lực hơn. Trong lịch sử hình thành máy bay không người lái, trở ngại lớn nhất chính là thời gian bay của pin. Nhưng M200 đã khắc phục được điểm bất lợi đó. Với việc sử dụng hệ thống pin kép, cho phép M200 bay lên đến 35 phút với một gimbal camera. Ngoài ra, hệ thống tự sưởi ấm cho pin đảm bảo M200 có thể bay ổn định pin trong môi trường dưới 0 độ C. Bên cạnh đó, thiết kế M200 có thể gấp gọn, giúp việc di chuyển càng dễ dàng hơn, từ vận chuyển cho đến cất cánh, đảm bảo người dùng có thể tháo lắp và cất cánh tại một địa điểm vô cùng nhanh chóng. Tại vùng cực Bắc xa xôi, khi vào mùa đông và chỉ nhận được 4 tiếng ánh sáng mặt trời mỗi ngày, sẽ rất nguy hiểm và khó khăn khi có người gặp nạn. Nhưng với M200 cùng với camera Zenmuse ST, khả năng ghi hình tầm nhiệt trong bóng tối giúp trinh sát và phát hiện người bị nạn trong bóng đêm vô cùng chuẩn xác. Với hệ thống KambuSync, giúp máy bay có thể chuyên chở vật nặng trong điều kiện gió mạnh. Chúng ta có thể mang theo điện đàm, thực phẩm, nước uống hay dụng cụ y tế cho người bị nạn đang ở những nơi khó tiếp cận. Với camera FPV trên thân, M200 có tầm nhìn rộng hơn, thực tế hơn cho việc tìm kiếm. Một tính năng nổi trội khác trong việc cứu nạn là khả năng gắn kết 2 gimbal camera cùng lúc. Trên thiết kế Matrice 210, việc gắn kết camera X4S và camera cảm ứng nhiệt ST giúp người dùng khai thác được 2 dữ liệu hình ảnh khác nhau cùng lúc. Bằng cách này, chúng ta có thể phân tích hình ảnh nhiệt chi tiết hơn bằng việc so sánh với hình ảnh độ phân giải cao từ X4S. Việc xây dựng một hệ thống tự chủ bay có thể nhận ra được những chướng ngại vật bên dưới hoặc phía trước máy bay. Điều này giúp M200 cơ động hơn trong không gian bay chật hẹp. M200 còn có thể trinh sát và theo dõi địa hình trước khi người dùng tiếp cận một khu vực địa hình nào đó. M200 là máy bay đa năng nhất cho đến thời điểm hiện tại, hỗ trợ tuyệt vời cho người dùng trong việc tìm kiếm cứu nạn cũng như các ngành công nghiệp khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.